Xin được chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV. Xin được kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đến với những thông tin mới nhất ngày hôm nay thì Khanh Béo TV xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn những thông tin tiếp theo liên quan tới một cái vụ việc mà cộng đồng mạng hiện tại cũng rất là đáng quan tâm. Thưa mọi người, ngày hôm nay thì tòa án cũng đã xét xử thầy Thích Tâm Phúc. Thì trong cái thời gian vừa qua, từ ngày mà thầy Minh Tuệ xuất hiện thì quý vị mới thấy được những cái lời nói của thầy Thích Tâm Phúc rất là đúng và rất là chính xác. Thì trong một cái thời gian nào đó thì tuy rằng những cái lời nói của thầy cũng rất là đúng, nhưng cái tội của thầy thì lại vi phạm vào một số cái điều mà nhà nước nghiêm cấm. Đương nhiên đến bây giờ thì thầy cũng phải chịu tội trước pháp luật là cái điều đương nhiên. Nhưng những cái lời mà thầy Thích Tâm Phúc đã nói thì chúng ta nghe trong cái thời gian vừa qua thì hoàn toàn rất là đúng cho mọi người. Thì mình sẽ cập nhật để gửi đến các quý vị và các bạn những cái câu chuyện báo người ta đã viết, và sau khi báo đài người ta viết thì là cái kết quả mà cái thầy Thích Tâm Phúc này phải chịu những cái án phạt của bên tòa án người ta đã đề ra. Thì đương nhiên chúng ta cũng mong sao thầy Thích Tâm Phúc sẽ cải tạo tốt để mà sớm trở về với gia đình để mà chăm sóc mẹ già quý vị. Và còn rất là nhiều người cũng đã quan tâm, chia sẻ và đến để giúp đỡ cho gia đình, tức là mẹ của thầy đó mọi người. Thì cũng mong mọi người chúng ta cùng lắng nghe những cái thông tin này. Mình sẽ cập nhật gửi đến quý vị những cái thông tin mà những cái án phạt mà thầy Thích Tâm Phúc phải chịu nhé mọi người. Mời mọi người cùng lắng nghe nha. Tuyên phạt ông Thích Tâm Phúc là 8 năm tù mọi người. Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Phúc xin tòa cho được hưởng khoan hồng để chăm sóc mẹ già và tiếp tục để tu tập. Ngày 6 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc, tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc, sinh năm 1983, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, 8 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Phúc đã đủ yếu tố thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả làm tài liệu của cơ quan tổ chức. Bản thân bị cáo đã biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì mục đích có tiền tiêu xài đã đưa ra những cái thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bà T. Hành vi của bị cáo là rất là nguy hiểm cho xã hội, gây dư luận xấu trong xã hội nên cần xử lý nghiêm minh. Theo nội dung vụ án năm 2021 thì bà LTHT, ngụ huyện Hóc Môn, có mua một thửa đất 420,3 m² nằm trong thửa đất có diện tích là 892,9 m² tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi với giá 2,4 tỷ đồng nhưng chưa làm những cái thủ tục tách thửa. Ngày 7 tháng 10 năm 2022 thì bà T thông qua ông LVV, ngụ huyện Củ Chi, giới thiệu quen biết Phúc để nhờ làm những cái thủ tục tách thửa đất thành hai thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Và Phúc đã đồng ý dù không có khả năng làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào có thể làm được thủ tục. Phúc thỏa thuận với bà T và anh V làm thủ tục tách thửa đất với chi phí 135 triệu đồng. Phúc nhận trước 70 triệu đồng thông qua mạng xã hội và Phúc đã thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau đó Phúc đưa bà T một giấy, còn giấy giả và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T thì Phúc cất giữ. Phúc đợi đến khi bà T đưa nốt 65 triệu đồng còn lại mới đưa giấy tờ giả thứ hai. Trước đó trong phần xét hỏi thì bị cáo Nguyễn Minh Phúc liên tục bật khóc khi nhìn thấy mẹ già và người thân. Bị cáo thừa nhận những hành vi theo như cáo trạng. Lời nói sau cùng, bị cáo Phúc xin tòa cho mình được hưởng khoan hồng để chăm sóc mẹ già và tiếp tục tu tập sau này. Thưa quý vị, đây là một trong những cái câu chuyện mà
Ngày hôm nay tòa người ta đã xử án và thầy Thích Tâm Phúc cũng đã phải chịu là tổng thể là 8 năm tù, thưa quý vị, 8 năm tù giam. Thì cũng mong sao thầy sẽ cải tạo thật tốt để trở về đoàn tụ với gia đình, đoàn tụ với mẹ già, để chăm sóc mẹ già cho đến khi sau này bà về tuổi già đó mọi người. Thì ai cũng vậy thôi, trong thời gian vừa qua thì mọi người cũng biết rằng là rất nhiều mạnh thường quân đã tới để giúp, cho tiền cho mẹ của thầy để mà mẹ của thầy an tâm, để cho mong sao là thầy sẽ cố gắng tu tập cũng như là cải tạo tốt để sau này về để hòa nhập với cộng đồng mọi người. Thì trong đời ai cũng có sai lầm, nhưng mà mọi người phải biết rằng là trong thời gian vừa qua chúng ta rất nhiều người phẫn nộ với những cái lời nói của thầy, với cái cách xử lý ăn uống hay là những cái hành động cử chỉ của thầy, thì mọi người đều bức xúc. Nhưng sau khi thầy bị bắt về, bị cơ quan chức năng người ta bắt ấy, thì là thầy Minh Tuệ xuất hiện. Thì thầy Minh Tuệ xuất hiện một cái là chúng ta mới thấy những cái lời nói của thầy Thích Tâm Phúc này hoàn toàn đúng, hoàn toàn là đúng. Thế còn cái việc mà sai phạm của thầy Thích Tâm Phúc thì tôi không nói, vì đó là cái việc thầy sai phạm thì thầy phải chịu tội trước pháp luật. Lý do là thầy làm sai thì thầy phải chịu. Thế còn trước đây, những cái thời trước đây mà thầy lúc nào cũng lên mạng nói, thì những cái lời nói của thầy nó không bỏ đi một câu nào, quý vị. Thầy nói tất cả, bộc lộ tất cả những cái nhóm ma tăng mà nó lộng hành, nó lợi dụng vào những cái gọi là có một chút đi về cái đạo Phật này để nó lừa tất cả của nhân dân. Thì thầy Thích Tâm Phúc nói ra được hết. Nhưng rất tiếc là thầy đến bây giờ thì thầy lại sai phạm, thì thầy phải chịu tội trước pháp luật. Thế còn về thầy Thích Minh Tuệ thì thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện đem lại cho tất cả chúng ta nhận ra được quá nhiều yêu ma, quá nhiều yêu tinh, và đem lại cho chúng ta biết đâu là thật, đâu là giả. Nói thật với quý vị, không phải người tu nào cũng đáng kính, không phải người tu nào cũng là người tu chân chính. Chúng ta phải biết nhìn nhận sự việc. Cho đến nay, tuy rằng thầy Thích Tâm Phúc là thầy đã gây ra những cái tội mà thầy phải chịu tội, nhưng những cái gì mà lời nói của thầy đã để lại cách đây một vài năm, đến bây giờ chúng ta nghe nó đúng hoàn toàn, nó chẳng sai một cái gì cả. Những cái lời thầy chia sẻ nó rất là thực tế mà rất là đúng. Mà cái chùa của thầy, thầy không kêu gọi, cái chùa thầy rất là nghèo, khi mưa là dột, thầy lại phải quét rồi đẩy nước ra ngoài. Hay còn thầy còn nói rằng là ai hỏi đó, ai hỏi cái chùa của thầy như nào, cứ bảo chùa thầy rất là giàu. Có cái con người, thật sự là người ta chân thật, là người ta hay như thế. Thế còn đến bây giờ ấy, chẳng qua là cái việc thầy vướng vào vòng lao lý là lý do là tại thầy thôi. Cái điều đó thì chúng ta cũng thôi thì chúng ta phải chấp nhận để cho thầy tiếp tục cải tạo cho tốt, để tới đây vài năm nữa rồi thầy về. Quý vị ạ, vài năm nữa thầy về thì thầy chăm sóc mẹ rồi cũng như là để tiếp tục cái việc tu tập của mình, đúng không ạ? Thế còn cái ngày hôm nay nhiều câu chuyện đó, các quý vị biết là thầy Minh Tuệ đem lại cho mọi người, nhiều người đã rất là hạnh phúc khi mà biết tới thầy Minh Tuệ. Còn mình tiếp tục, mình sẽ đăng tải những cái thông tin, những cái con người mà nó phản biện, nó xúc phạm tới thầy Minh Tuệ, thì mình sẽ lên án, và mình sẽ lúc nào mình cũng phải chỉ trích để mà cho những cái con người nó thức tỉnh lên, để cho những con người nó phải nghĩ về những cái điều tốt. Và mong sao chỉ cần là cho bà con nhân dân, tất cả mọi người được yên vui, hạnh phúc. Đó là một cái điều mà lúc nào chúng ta cũng phải mong muốn là như vậy. Còn nếu như chúng ta mà cứ chấp đi chấp lại, và chúng ta không nhìn nhận ra được sự việc, không nhìn ra được cái sự hào quang của thầy Minh Tuệ, thì nó rất là nguy hiểm, quý vị. Chúng ta thầy thành chia bè chia phái ra là rất là mệt mỏi nhé quý vị. Cho nên chúng ta cứ nhìn nhận người ta làm đi rồi chúng ta hãy đánh giá. Còn chúng ta chưa nhìn nhận được sự việc, chỉ vì những cái view, cái like mà quý vị có thể lên nói tàn bạo một cái cách nó không hay cho thầy Minh Tuệ, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chúng ta. Và đó là cái thông tin ngày hôm nay mình muốn gửi đến các quý vị. Xin được kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe.
luôn được hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo.